Ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mặt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà con trẻ. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn phục vụ, các tông đồ phát hiện đây là nơi hoang địa và trời đã về chiều, cho nên các ông mới đề nghị Chúa là ra lệnh cho đám đông dân chúng giải tán đi về, đi về các làng, đi về những nơi mà họ có thể mua được lương thực, mua được những thứ cần thiết, có thể ở những căn trọ, căn nhà ấm cúng, chứ ở hoang địa thì nguy hiểm thiếu thốn, đi về. Đó là lời đề nghị của các tông đồ và những lý do các ông đặt ra. Nhưng thưa với cộng đoàn, lý do đó đúng không? Thưa, nó vừa đúng vừa sai. Đúng vì kinh nghiệm, đúng ở hoang địa thì làm gì có lương thực, ở hoang địa mà đêm tối thì nguy hiểm, chết chóc, bão cát, vân vân. Các tông đồ đúng, và như vậy cần phải về nhà, cần phải ở trong nhà, ở một nơi an toàn, ở một nơi có lương thực. Đó là điều mà con người cần phải làm. Thưa cộng đoàn, Sài Gòn của chúng ta đang trong những ngày dịch bệnh, và trong những ngày này chúng ta đọc liên tục trên các kênh truyền thông, truyền tin, vân vân, người ta mô tả hình ảnh của những con người trở về. Họ phải rời Sài Gòn, rời nơi mà trước đây họ nghĩ rằng sẽ có một cuộc sống tốt, và quả thật họ đã có điều đó. Nhưng hôm nay một Sài Gòn đang bệnh, một Sài Gòn đang dịch, họ cần phải rời nơi nguy hiểm để về. Lý do đúng, lý do chính đáng. Họ ở đây có khi không có lương thực, họ ở đây có khi không có nhà ở, và thậm chí họ ở đây có khi không còn sức sống, bởi vì nhiều khi vì thiếu lương thực, vì con virus chẳng hạn, họ phải về. Thưa cộng đoàn, hình ảnh đó đang mời gọi cho mỗi người chúng ta cũng suy nghĩ trong đời sống thiêng liêng của mình. Nếu như đời sống vật chất, nếu như mạng sống thể xác của mình, chúng ta cần phải bồi dưỡng, cần phải ăn, cần phải có nơi trú ngụ. Đời sống thiêng liêng của chúng ta cũng vậy. Và như vậy thưa cộng đoàn, chúng ta cần phải rời khỏi cái nơi nguy hiểm, nơi không có sức sống, nơi đầy những cám dỗ, nơi đầy tấn công sự sống linh hồn của chúng ta. Đó là điều mà chúng ta cần phải làm. Nhưng mà chúng ta có nhận ra điều đó? Và thưa cộng đoàn, giống như trong bài tin mừng, các tông đồ thì chỉ nghĩ về yếu tố vật chất cho nên bảo là rời, nhưng mà lại quên rằng ở nơi đó có Chúa Giêsu, nguồn của sự sống. Con người sẵn sàng rời đi để lấy vật chất mà rời xa Chúa, nó nguy hiểm vô cùng. Cho nên thưa cộng đoàn, cái đúng là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta rời khỏi nơi của sự chết, nơi mà không có lương thực, nơi mà không có sự cứu Chúa. Nhưng mà đừng quá về vật chất mà quên mất giá trị tinh thần, giá trị đức tin. Và vì vậy đúng, chúng ta phải làm một cuộc đi về, về nơi với Chúa, về nơi có sự sống, nơi có lương thực, nơi có sự bảo bọc, trợ che.
đừng ở trong hoang địa của sự chết, của tội lỗi, của những nguy hại đến đời sống linh hồn của chúng ta. Tâm tình thứ hai mời gọi cho mỗi người chúng ta. Trong những ngày này Sài Gòn người ta phải trở về. Bởi vì không có của ăn, không có chỗ ở, nguy hiểm đến mạng sống. Nhưng thưa với cộng đoàn, cái nguy hiểm nó không phải là hoang địa, mà sự đối xử với nhau, hành động với nhau cách hoang dại. Thế hệ hôm nay người ta gọi là 4.0. Nhưng mà trong những ngày này Sài Gòn mình cũng 4.0. Không đi ra đường, không được quan tâm, không đồ ăn, và không được công bằng. Và chính cái 4.0 đó làm cho con người ức chế, làm cho con người có thể bị chết, con người có thể sợ hãi, tống quất. Và thưa với cộng đoàn, đó là điều đang mời gọi mỗi người chúng ta phải nhìn đến nhau. Mỗi người chúng ta phải ý thức được rằng có khi ngay trong gia đình của mình, ngay trong môi trường sống của mình, tấp nập người qua lại, phồn thịnh của thức ăn, phồn thịnh của mọi sự, nhưng mà chính con người chúng ta đối xử với nhau như là ở vùng hoang địa, đối xử với nhau cách hoang dại. Xin được đóng ngoặc kép những chữ này. Đây là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta. Đừng tạo nên cái chết, đừng làm cạn nguồn lương thực của nhau, đừng cạn nguồn sức sống của nhau, mà chúng ta được mời gọi thông truyền điều đó. Và như vậy thưa cộng đoàn, chẳng hạn trong những ngày này, khi mà đối diện với những cái chết về căn bệnh không người thân bên cạnh, hay là những lúc những bệnh nhân đau đớn vật vã trên giường bệnh, nhiều người nghĩ rằng người thân là hơn ai hết, ở gần để đút, để động viên, để chăm sóc. Nhưng bây giờ không được. Dẫu biết rằng các y tá, các bác sĩ, những người tình nguyện đã làm hết sức mình, đã chăm sóc và muốn cứu sống, nhưng nó vẫn thiếu cái gì đó của tình gia đình. Và như thế lời mời gọi cho mỗi người chúng ta rằng, ngay khi còn được sống bên cạnh người thân của mình, của bạn bè, của mọi người, chúng ta hãy đối xử với nhau, quan tâm với nhau, chăm sóc cho nhau. Đừng sống theo kiểu hoang dại, đừng sống theo kiểu một cách sa mạc, cô độc sự chết, ngăn cản nguồn sự sống, nguồn yêu thương với nhau. Cái đó là cái nguy hiểm. Cái đó đang đẩy con người đến túng quẫn, đến sự chết hơn cả dịch bệnh. Cho nên nhiều người nói nhiều khi chết đói trước khi chết vì dịch bệnh. Đó là điều đang mời gọi thức tỉnh mỗi người chúng ta. Và như vậy thưa cộng đoàn, chúng ta không thể nhìn bài tin mừng này ở một khía cạnh tiêu cực như vậy, mà Chúa Giêsu mở ra một khía cạnh tích cực cho chúng ta. Tích cực đó khi Ngài mời gọi các môn đệ và nhắc ông để họ ở lại, cho họ ăn, để họ ở lại ở bên Chúa, để họ ở lại để Chúa dạy họ, để họ ở lại để Chúa chữa cho họ. Mỗi chúng ta hôm nay để người khác ở với Chúa không? Bằng lời cầu nguyện của mình, bằng việc mời Chúa đi vào gia đình của mình, mời Chúa đi vào cuộc đời của mình, mời Chúa đi vào những người đó để Chúa chữa lành họ, giữ họ lại với Chúa. Thưa cộng đoàn, cách nào đó nhiều khi cái phản xạ của chúng ta giống như các môn đệ. Có khi bởi vì chưa kinh nghiệm trong đức tin, có khi chưa cảm nhận được hết ơn của Chúa, cho nên các ông ấy bảo là về. Nhưng mà Chúa muốn giữ lại, Chúa muốn chính các ông giữ họ lại để ở gần Chúa, để phục vụ Chúa. Mỗi chúng ta nhiều khi vì những nhu cầu của mình, chúng ta biết cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình thôi, mà chúng ta quên mất dâng những hy sinh, dâng những cầu nguyện cho những người khác nữa. Cho các y tá, bác sĩ, cho các bệnh nhân, cho những người trong vùng dịch, và ngay cả cho những người lãnh đạo, họ được ở gần Chúa, họ bên Chúa để thì được Chúa hướng dẫn. Thì thưa cộng đoàn, những ai ở bên Chúa, những ai đón những sự hướng dẫn của Chúa đều có một cơ hội không chỉ tốt cho họ mà cho tất cả những người khác nữa. Các tông đồ ở bên Chúa cho nên nghe được lệnh Chúa bảo họ ở lại, thì các tông đồ làm việc ở lại thì mọi người đều được tốt.
Nếu mỗi người chúng ta hôm nay là những người con cái của Chúa, những người có đức tin, những người đã được ở bên Chúa, mà mỗi người chúng ta chỉ cần níu kéo một người, hai người, nó làm nên một cấp số nhân, bao nhiêu người được ở lại với Chúa. Vậy thì thưa cộng đoàn, trong ngày sống hôm nay của chúng ta, trong những ngày trải qua của dịch bệnh, chúng ta đã giữ được bao nhiêu người? Chúng ta đang giữ những đối tượng nào trong lời cầu nguyện của mình, trong đời sống đức tin của mình, để cùng với họ tôi được ở bên Chúa? Và điểm sau cùng thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu nhấn mạnh ở bên Chúa thì không phải chỉ ngừng lại là ở không, mà cho họ ăn. Các tông đồ nói rằng họ chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con gà. Đức tổng của giáo phận chúng ta, ngài vừa giảng trong Chúa Nhật, xin lỗi, ngài vừa nói trong thư mục vụ gần đến nhất, anh em hãy cho họ ăn. Và ngài nói rằng khi mà chúng ta cho họ ăn, nghĩa là chúng ta làm phép chia. Nhưng mà nếu chúng ta làm một mình thì chúng ta lại chia thật và sẽ hết. Nhưng nếu đến với Chúa, mang đến với Chúa như Chúa mà nói trong bài tin mừng, khi các ông nói con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con gà, mang lại đây cho Thầy. Đức tổng cũng nhắc chúng ta mang đến cho Chúa, Chúa sẽ làm phép nhân cho chúng ta. Có khi tôi phải chia trong lời cầu nguyện, có khi tôi phải chia vật chất, có khi tôi phải chia tinh thần, nhưng thưa cộng đoàn, Chúa sẽ nhân lên cho chúng ta, Chúa sẽ giúp cho chúng ta. Vậy mỗi người chúng ta sẽ cho họ 5 chiếc bánh và 2 con cá của chúng ta như thế nào? Chúng ta sẵn sàng chia. Hình ảnh đẹp của những ngày này trên tuyến đường trở về nhà, người thì cho xăng, người thì cho nước, người thì cho bánh, cho lương thực. Và gần chúng ta hơn là có những người chia sẻ về gạo, chia sẻ nước mắm, chia sẻ nhiều lắm. Vậy thì thưa cộng đoàn, trong cái sự chia sẻ đó, mỗi người chúng ta đang tự hỏi, tôi làm gì cho anh em chị em của tôi? Phải chăng chỉ vì có 5 chiếc bánh và 2 con cá tôi phải giữ cho gia đình tôi mà tôi quên mất người hàng xóm cũng chẳng có gì? Và cũng vậy, khi tôi có 5 chiếc bánh và 2 con cá, tôi muốn cho người này, cho người kia, tôi vẫn cho nhiều lắm. Nhưng trong cái cho đó, tôi có Chúa không? Tôi có mang đến cho Chúa để từ đó Chúa nhân lên và từ đó Chúa biến đổi? Hay tôi chỉ làm bằng sức riêng của mình? Chứ cộng đoàn chúng ta là những người có đức tin. Đừng làm một mình. Cho dù tôi giàu đến độ nào, tôi làm mà không có Chúa thì đó là phép chia. Nhưng tôi làm có Chúa sẽ là một phép nhân. Không chỉ nhân lên về số lượng mà mình có, mà còn nhân lên về sự con người được chữa lành, con người được ăn uống. Thưa cộng đoàn, một vài gợi ý từ lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy suy nghĩ thật nhiều. Trên hành trình đi về, về nhà, về nơi có Chúa, về nơi có sự sống, về nơi có nguồn ân sủng, nhưng chúng ta cũng được mời gọi đi về từ cõi lòng của mình bằng một trái tim yêu thương, và đi về ngự bên Chúa, ở bên Chúa và cùng Chúa để sống tình chia sẻ với anh chị em của chúng ta. Xin Chúa chúc lành và ban ơn soi sáng để với lời Chúa hôm nay, cùng với bối cảnh sống của Sài Gòn, của dịch bệnh, chúng ta hãy sống như những tấm bánh Chúa bẻ ra. Chúng ta hãy sống như các tông đồ khi nghe lệnh của Chúa. Và chúng ta hãy sống với Chúa để chia sẻ lương thực, sự hy sinh cho những anh chị em khác của chúng ta.